nắng vàng mây trắng ngày xanh hương ngàn gió mát trăng lành mênh mông. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Anh Ngọc Vlog và Thế Giới Cây và Hoa. Thì trong video ngày hôm nay thì anh Ngọc đang đứng tại thôn Tân Lập, Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Trước Tết mình đã chia sẻ cho quý vị và các bạn rất là nhiều vườn đào tại xã Xuân Du, nhưng mà ở cái vị trí mà mình đang đứng đây là thuộc thôn Tân Lập của Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Thì ở phía xa thì quý vị và các bạn biết đây là cái đập Trường Sơn. Nếu mà quý vị và các bạn khi mà chúng ta đến Phủ Na thì chúng ta sẽ có thể đến đây để chúng ta cùng tham quan và chiêm ngưỡng cái đập Trường Sơn này. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn biết rằng là cả một cái diện tích rộng lớn, hàng nghìn hecta đất, cả đồi, và người dân ở đây người ta đã trồng rất là nhiều cây đào, và đặc biệt là đào phai năm cánh Xuân Du rất nổi tiếng của xứ Thanh. Thì có lẽ là mình lần đầu tiên mình bước chân đến đây, mình cảm thấy một cái khung cảnh, đây là một cái bức tranh rất là đẹp, cho nên mình muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái khung cảnh mà tại thời điểm hiện nay, mà sau Tết thì ngày hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2022, năm Nhâm Dần. Thì quý vị và các bạn biết là mình đi khám phá và mình tìm tòi xem là cái địa điểm nào đẹp nhất và trồng đào đẹp nhất, mà đặc biệt là đào phai năm cánh Xuân Du. Thì mình muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn ở cái khu vực này, thì vừa qua thì cái Tết vừa qua ấy, thì quý vị và các bạn biết là tức là đào phai năm cánh Xuân Du được rất là nhiều người ưa chuộng trên toàn quốc, không những ở tỉnh Thanh Hóa nhưng mà ở trên toàn quốc người ta rất là chuộng cái đào phai năm cánh Xuân Du. Nhưng mà quý vị và các bạn biết là với cái tình hình dịch như thế này thì cái lượng bán đào ra cho cái dịp Tết vừa rồi, thì quý vị và các bạn biết là gia đình nhà anh Duy Thắng là một người, là một gia đình có lẽ là trồng đào phai nổi tiếng ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Thì cho nên mình muốn khám phá xem là cái khu vực ở đây, phong cảnh cũng như là đất trồng đào phai Xuân Du này như thế nào. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những góc cạnh, những vị trí mà mình quay để quý vị và các bạn cùng tham khảo, và từ đó thì sang năm quý vị và các bạn có thể đến đây để vui chơi cũng như tham quan và chiêm ngưỡng những cái cảnh vườn đào rất là tuyệt đẹp như thế này. Thì sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng hướng vào ống kính của mình và những bước chân của mình để chúng ta cùng khám phá xem ở cái vị trí như tại vị trí thôn Tân Lập này thì cái phong cảnh và đặc biệt là chỉ trồng duy nhất đó là đào phai năm cánh Xuân Du. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phía trước ống kính của quý vị và các bạn, tức là cái ngón tay mình đang chỉ cho quý vị và các bạn, đấy là đập Trường Sơn thuộc thôn Tân Lập, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Nếu mà chúng ta có điều kiện khi mà chúng ta đi quán cảnh chùa Phủ Na thì chúng ta có thể ghé qua cái đập này để chúng ta cùng ngắm và chiêm ngưỡng và cùng check in những cái địa điểm rất là đẹp và đặc biệt là rất là trong lành, với một cái bầu không khí núi non và rừng. Thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta trải nghiệm ở đây thì chúng ta thấy là nó rất là tuyệt vời. Đấy, thì các bạn biết là mình đứng ở vị trí này nó hơi xa, thì tí nữa mình sẽ đi xe máy ở cái vị trí gần, hoặc là ở một cái video khác mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn ở cái vị trí đó, là chúng ta sẽ ngắm toàn bộ cái khung cảnh từ trên cao nhìn xuống cái đập này. Còn ở phía này là mình chia sẻ ở video này là chia sẻ về cảnh trồng đào, và người dân sau khi đã chơi Tết xong thì những cây đào bắt đầu lại chăm sóc để cho một năm mới tiếp tục là ra những cái sản phẩm mà tạo ra những cây đào phai năm cánh Xuân Du nổi tiếng. Thì ở phía trước quý vị và các bạn đấy là rất là nhiều cây đào, và đặc biệt là cái diện tích không gian rộng như thế này thì quý vị và các bạn biết người ta đang trồng. Và các bạn thấy rằng có một cái điểm đặc biệt là ở đây mình ngắm thì toàn bộ đây là chủ yếu đây là đào phai Xuân Du các bạn nhé, đào phai năm cánh. Còn cái vị trí mình đang đứng đây là cái đường bê tông, nó uốn lượn theo hình con rắn là rất là đẹp. Nếu mà chúng ta đi ô tô lên đây cũng được. Thì quý vị và các bạn, con đường nhựa này là cái con đường mà chúng ta sẽ ra ngoài chỗ xã Vân Sơn, tức là chúng ta sẽ đi ra ngoài mà ở phía trước ống kính của quý vị và các bạn là cái vị trí này, chúng ta sẽ đi ra ngoài xã Vân Sơn ra thị trấn Triệu Sơn, đó là về hướng đông. Đấy, thì chúng ta sẽ di chuyển ống kính ở đây để chúng ta biết được là cái vị trí mà chúng ta đang quan sát đây, người ta đã xen kẽ trồng những cây đào gốc, người ta lấy gốc
ở trên rừng, tức là ở trên Sơn La, về người ta ghép với đào phai năm cánh Xuân Du để tạo ra những cái gốc đào đấy. Và thứ nhất là gốc đào nó cổ, thứ hai là vẫn giữ được cái nét truyền thống của đào phai năm cánh Xuân Du đấy, các bạn biết ạ. Đấy, nhưng mà chỉ có một số luống này thôi các bạn nhé, ở ngay vị trí mình đứng thôi. Còn ở phía xa, các bạn thấy ở phía xa thì rất nhiều các cây đào có tuổi đời từ 1 năm cho đến 10 năm. Thì người dân thôn Tân Lập đây đang trồng rất là, với số lượng rất là nhiều cây đào. Thì lần đầu tiên mình đến đây thì có lẽ mình cũng không thể trải lòng được hết, nhưng mà mình muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn. Cái vị trí đầu tiên mà mình muốn chia sẻ là nó nằm ở ngay cái phần cồn đất, cái phần đồi cao so với cái đập hồi ở Trường Sơn kia. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ quan sát kỹ lưỡng xem một chút là người dân nơi đây người ta trồng như nào. Thì ngày hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2022. Quý vị và các bạn biết là những cây đào mà Tết vừa rồi người ta không mua thì nó đang nở rực rỡ luôn, rất là đẹp. Đấy. Còn cái con đường bê tông này sẽ đi tiếp và vòng đi tới ra cái phần đập Trường Sơn kia các bạn thấy nhá. Còn bây giờ cái cảnh này mới là cảnh đẹp các bạn này. Khi mà chúng ta chiêm ngưỡng thì chúng ta thấy là nó rất là đẹp này các bạn này. Đây chúng ta sẽ hướng về phía nam. Thì ở phía nam thì các bạn biết là nó chính là cái phần án ngữ ngay cái chiếc ống kính của quý vị của các bạn. Đây là dãy núi Phủ Nga đây. Mà chúng ta hay đi Am Tiên, Phủ Nga thì chúng ta thấy là cái dãy núi này. Với ống kính này thì quý vị của các bạn biết rồi. Đây, mình sẽ chọn cái ánh sáng như thế này, các bạn nhìn thấy rõ về cái núi Phủ Nga và núi Am Tiên. Đấy, ở phía xa xa nếu mà chúng ta đi khoảng 500m thì chúng ta sẽ thấy cái núi Am Tiên. Thì mình đi du lịch và tham quan ở phía đó. Còn cái phía này, đây, ở cái đỉnh cao nhất đây các bạn này, ở cái phía đỉnh này chỗ ngay ngay cái vị trí ngón trỏ mình chỉ đây là cái vị trí là chúng ta sẽ đến chùa Phủ Nga. Đấy, cái bên đồi này thì các bạn biết là người ta đang trồng cái những cái cây đào có cả gốc đào rất là cổ các bạn nhé. Thì cái vị trí mình đứng đây, ở phía trên cao kia thì các bạn biết là người dân đang trồng những gốc đào ở phía trên cao đây các bạn này. Đấy, mình đứng ở đây thì có lẽ là do cái ống kính có vẻ là nó xa cho nên chúng ta khó có thể nhìn thấy những cái cây đào. Tuy nhiên những cây đào ở phía trên cùng, ở sau cái đất trống đồi người ta đang trồng ấy, thì các bạn biết là đó là những cây đào đang nở hoa rất là rực rỡ đây các bạn này. Đấy, còn ở phía dưới người ta đang trồng những cái gốc đào ở trên đồi, nó rất là cao này, nếu mà đi lên thì rất là khó khăn. Đấy, nếu mà chúng ta đi xe máy thì rất là khó khăn. Đấy, thế bây giờ còn ở phía trước đây các bạn biết là có hai anh đang trồng cây đào. Thì tí nữa mình sẽ lại gần để cho mọi người được tìm hiểu một chút về tại cái vị trí trồng đào này các bạn nhé. Đấy, để các bạn đến từ giờ đến Tết sang năm thì chúng ta có thể lên đây để chúng ta mua. Đấy, còn đây là các bạn biết là những cái cây đào từ 1 năm cho đến 5-6 năm thì các bạn thấy nó nở hoa rất là đẹp. Đấy, thời tiết ngày hôm nay rất là ấm và nó cũng không bị nắng cho nên là chúng ta sẽ được trải nghiệm và chúng ta dưới một cái góc nhìn của mình thì quý vị và các bạn biết được là toàn cảnh về cái vị trí mình đứng thôi tại thôn Tân Lập các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi lại gặp anh đang trồng đào một chút, chúng ta sẽ trao đổi một số câu hỏi để các bạn biết được là cái vị trí này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi lại gần một chút, là tìm hiểu một chút về xứ sở của đào phai năm cánh Xuân Du. Đây, chúng ta sẽ thấy là cái thời điểm này là bắt đầu đang trồng đào để cho tiếp tục cho năm mới. Em chào anh. Anh ơi, anh cho em hỏi là ở đây là có phải là thôn Tân Lập anh nhỉ? Đây là làng Chén Xuân Hùng. À, chứ không. Thế là nếu mà xác định đúng cái vị trí chúng ta đang đứng là xã gì anh nhỉ? Xã Xuân Du. Xã Xuân Du, còn thôn đây là thôn làng Chén Xuân Hùng. À dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Cái quá trình mà anh đang trồng đây là cái quá trình đây là trồng cây đào bao nhiêu năm đấy anh? Mình ươm được 1 năm rồi. À đây là đào 1 năm ạ. Này là mình ươm được 1 năm rồi, bây giờ mình ra giống 3 năm sau mới bán được. Dạ vâng. Tức là 3 năm sau thì cây này mới bán ra thị trường đúng không anh? 3 năm sau thì cây này mới bán ra thị trường được, hoa nụ nó mới đẹp được. Dạ vâng ạ.
Thế còn cái quá trình mà anh có thể chia sẻ cho em một chút là em là bên kênh Anh Ngọc Vlog á, làm trên về YouTube và cây Thế Giới Cây Và Hoa thì em thấy cái cảnh rất là đẹp, thì anh có thể chia sẻ một chút gì về cái quê hương ở tại thời điểm này? Tại vì em đi rất là nhiều vị trí của đào Xuân Du rồi, nhưng mà lần đầu tiên em đến đây, anh có thể chia sẻ một chút về anh cũng như là cái vườn đào của gia đình luôn ạ. Nói chung là như chúng tôi thì là dân trồng đào nhiều năm rồi. Dạ vâng. Nói chung là cái khu vực chỗ chúng tôi đang, cái vườn chúng tôi đây là thuộc cái khu thủ phủ đào phai. À, thủ phủ đúng không anh? Vâng. Đấy. Thủ phủ đào phai của Xuân Du. Dạ vâng. Nằm ở chân núi Nưa và bên trong hồ Trường Sơn. Dạ. Thì nói chung là cũng nhờ được cái vừa trên là núi mà dưới là cái hồ, để cái hơi nước nó bốc lên thì dạ, nó tạo cho cái cây đào nó sinh trưởng, nó mạnh mẽ và nó ra hoa hàng năm, nó đều đặn hơn. Dạ. Nó nhiều nụ hơn. Thì với cái dân trồng đào chúng tôi thì nói chung là cứ cuối năm thì chuẩn bị để đào hoa để bán. Còn đầu năm thì bắt đầu là cây nào bán thì lại trồng mới. Dạ. Em xin phép hỏi anh là tên là gì ạ? Tôi là Trung. À, anh là Trung ạ. Dạ vâng. Tại vì em cũng nghe nói là năm vừa rồi, vừa Tết vừa rồi có anh Duy Thắng ấy, gia đình anh Duy Thắng là bán được rất là nhiều đào. Đúng. Có phải ở vị trí này không anh? Duy thì là vườn ở bên trong kia. À dạ vâng. Duy, còn Duy với Dũng thì dạ, nói chung là hai anh em nó bán cũng được tương đối, có dạ, Dũng được nhiều hơn thì dạ vâng, bởi vì là vườn, cái diện tích vườn nó rộng hơn. Dạ vâng. Nó nhiều hơn. Tại vì em thấy là cái khu vực này rộng bát ngát mà đồi thì chắc chắn có lẽ là nhiều người dân, người ta đi ra người kia người ta cũng không biết ở bên trong đây như thế nào. Nên là em lần đầu tiên em đi khám phá vào đây thì em mới biết được là ở trong đây trồng rất là nhiều đào và rất là đẹp. Thì ở... Nói chung là như cuối năm là chúng tôi có cái biển gắn ở ngoài đầu đường. À dạ vâng. Có cái biển gắn đó là thủ phủ đào phai ngoài đó. Dạ vâng. Là dẫn khách, những người ta không biết đó. Dạ vâng. Nhưng chủ yếu ở đây là khách quen là nhiều. Dạ vâng. Nói chung là khách chơi đào rồi khách mua buôn là khách quen là nhiều. Người ta nhiều năm người ta mua trong đây rồi. Dạ. Nên là người ta quen là người ta vô thôi. Chứ còn cũng chúng tôi cũng cứ làm biển để gắn ngoài đó để cho những khách vãng lai người ta chưa biết. Dạ vâng ạ. Người ta ghé vào thì nói chung là càng đông khách mua thì cái lượng đào mình tiêu thụ càng được nhiều. Dạ vâng. Thế năm nay so với các năm thì thấy thế nào anh ơi? Nói chung là năm nay là cái giá đào bán tại vườn nó thấp. Là đấy là giá để mà bán ra thị trường thì nói chung là nó cũng không phải là thấp, nó vâng, cũng là vừa phải đối với người buôn. Dạ. Thì đương nhiên như dân trồng đào chúng tôi thì lúc nào cũng vậy, cứ bán ví dụ như bán 1 triệu thì người buôn phải bán 2 triệu. Dạ vâng. Thì chúng tôi 3-4 năm trời chúng tôi cũng được có bằng cái người đi buôn có một vài ngày thôi. Dạ. Đấy là cái do cái tình hình dịch đúng không anh? Nói cái tình hình chung là do cái tình hình dịch cho nên là nhiều buôn là nó ém giá chúng tôi xuống. À rồi đấy. Mua ấy, nhưng mà nói chung là người trồng đào chúng tôi thì không giữ được, bởi vì cây đào đến cứ là phải bán thôi. Dạ vâng. Chứ giữ lại để làm gì? Trồng để bán để thu lại được cái sản phẩm của mình đầu tư ra. Dạ. Thế nên năm nay thì dịch vì dịch bệnh nên là cái giá đào nó hơi rẻ. Dạ. Bán được có nửa tiền so với năm ngoái thôi. Còn cái lượng tiêu thụ từ vườn ra có hơn năm ngoái không anh? Hay là ít hơn? Thì nhiều. À vẫn là nhiều đúng không ạ? Vực đây thì tiêu thụ là nhiều. À đấy, các bạn biết đấy. Toàn xe to, xe nhỏ, xe công thì cứ vào đây đánh đào ra ùn ùn mà. Dạ vâng ạ. Cái là giá năm nay thì nó rẻ hơn. Dạ vâng. Rẻ hơn mỗi năm. Rẻ hơn mỗi năm mà vẫn còn cái lượng tiêu thụ là vẫn là rất là nhiều. Vẫn rất là nhiều. Dạ vâng. Thì đến ngày 28, 29 đang còn xe vào đi đánh đào, nhưng mà như chúng tôi là nhà vườn là tầm giờ đó là chúng tôi quay về nhà để chuẩn bị Tết, không bán nữa. Không bán, dạ vâng ạ. Đấy, thì anh có thể chia sẻ một chút nữa là cái số đào kia là đào gối hay là như thế nào ạ? Em... Cái loại đào này là gối lại sang năm là mình bắt đầu mình với bán này. Dạ vâng, cái đào, những cái cây gốc đó là khoảng bao nhiêu năm đấy ạ? Cái gốc này á? Vâng ạ. Cái gốc này là nếu như tuổi nó là nằm 4 năm, 5 năm rồi. 5 năm rồi, vâng. Thì cái này là chuyển ở nơi khác đến. À, thì ở vườn khác thu về đây. Dạ vâng. Còn cái phía ở trên cây là những cái cây đào nó nhỏ hơn, tuổi đời nó nhỏ hơn anh nhỉ? Ờ, trên đó thì cái đào nó là thuộc 3 năm rồi đó. Đây là 3 năm.
Đấy, còn cái phần mà thưa đây chắc là Tết vừa rồi người ta. Đây cái này là đây. Đã đánh đi rồi, giờ đánh đi rồi. Trồng lại đó. Dạ vâng. Cái đó là để trồng lại hết toàn bộ. Thế có cách nào để thu lại cái số đào bán ra không, hay là mình phải có sự chuẩn bị nào không anh? Nói chung là như nhà vườn chúng tôi là để mà thu cái đào bán ra thì không về để mà mình trồng cho nó sống á. Dạ vâng. Thì hiệu quả nó thấp lắm. Cho nên là tốt nhất là mình chỉ vận dụng là mình trồng cái đào một năm. Dạ vâng. Cho dễ, vừa dễ sống mà mình chăm sóc mình uốn nắn dễ hơn. À. Đào kia là mình bán ra thì chỉ lấy thu được cái đào gốc, cái gốc á, cái loại gốc to á. Dạ vâng. Thu. Còn cái loại mà đào tán thì không thu được. Thu đó về là nó sẽ trồng nó sẽ chết tán cái đấy đi, làm nó khó hơn. Dạ vâng. Tức là cùng một cái công chăm sóc nhưng mà lại tạo tán nó rất là khó anh nhỉ? Đúng rồi, nói chung là khi nó chết, ví dụ như một cây đào như thế này, một cây như thế này, nếu bình thường mà đào về chơi thôi, mà chả mà mang về nhà vườn mình trồng thì phải cắt toàn bộ tán đi. Dạ vâng. Nếu cắt toàn bộ tán đi và nuôi cái gốc làm sao để còn sống được, nó ra được cái rễ con thì nó sống được. Thế là rất là khó anh nhỉ? Nó chỉ có 50-50 thôi. À 50, thế thì rất khó. Tại vì em thấy là lúc em chơi đào đến hôm qua là em mới chuyển về nhà vườn, nhưng em thấy cái dưỡng chất của nó bây giờ nó kém lắm rồi. Rồi. Em thấy bắt đầu là thì là nó nuôi hết toàn bộ cái hệ thống, nó nuôi là lá lộc rồi hoa, là nó đã rút hết dưỡng chất nó nuôi trong cây đào đó. Dạ vâng ạ. Cái sức sống của cái cây đào thì nó rất mãnh liệt, nhưng nếu đến khi nó kiệt sức là nó không cấp được. Dạ vâng. Là còn mình về mình chăm sóc rất là vất vả đúng không ạ? Cái gì chỉ có hệ gốc là đun trước rồi. Vâng. Con dạ vâng. Nó sức sống của nó bền hơn. Dạ. Thế thì theo anh thì cái vị trí mà ở vị trí anh đang trồng đây với cái chỗ trồng ở trên cao kia thì nó có thay đổi gì không anh? Có khác nhau về về đào không ạ? Nó cũng giống nhau cả thôi. Bởi vì trong cái khu vực này thì nó chuyển đổi nó cũng giống nhau. Thì cái trên cao nó cũng vậy. Dạ. Nhưng trên cao càng trên cao thì nó độ lạnh nó cao á thì mình vâng. xuống đá sớm hơn. À. Mình ở chế độ chăm sóc cái này xuống lá, mình xuống lá sớm hơn dạ. so với cái ở dưới thấp đây. Dạ vâng. Thì nó như vậy, còn chỉ có mỗi là cái hoa, cái nụ thì nó giống nhau cả thôi. Dạ. Còn nếu mà mưa lũ thì sao, có ảnh hưởng không anh? Không, đây mưa lũ không thể ngập được. Nói chung đây không cài gì để ngập nước được. Tức là không, cũng không lo là nó bị xối đất anh ạ? À? Đây, đất đây thì rất cao, nên không lo xối được. À, dạ vâng. Xối dưới đất đồng. Đất này thì dạ. Dạ. Cái đào thì có nước thì chỉ ướt nước cái là dạ vâng. Đó là chia sẻ rất là tuyệt vời về cái quá trình chăm sóc cũng như là cái giới thiệu về vườn đào của anh. Thì anh có thể giới thiệu một chút về anh lại một lần nữa và cái số điện thoại để mọi người năm sau á qua video clip của em thì người ta có thể biết được anh để người ta có thể liên hệ trực tiếp cho anh. Anh có thể giới thiệu. Nhà vườn chúng tôi thì liên tục là lúc nào cũng cứ mong muốn là nhiều người buôn và nhiều người chơi đào biết đến hơn để chúng tôi bán được cái sản phẩm nó ra nhiều hơn. Dạ. Qua đây thì qua kênh của anh Ngọc Vlog ạ. Vlog thì vâng. Tôi cũng xin chúc tất cả các cái khách hàng chúng tôi bà con trên mọi miền đất nước năm mới an khang thịnh vượng. Chúng tôi là những người dân trồng đào năm thì chúng tôi mong muốn rằng là rất nhiều người dân để biết đến chúng tôi và vào mua cây đào đẹp để chơi trong 3 ngày Tết. Qua đây số điện thoại của tôi là 0889031 dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và sẽ cống hiến trong cái sự nghiệp trồng cây đào nổi tiếng, đó là đào phai năm cánh Xuân Du. Em cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.